Chào, kênh tôi đây. Tôi để lạ lùng đúng không? Tại vì video này không phải là video cover nhạc mà là tôi sẽ kể một bộ manga bệnh hoạn vãi lìn mà tôi kiếm ở trên internet vào ngày hôm nay. Cái tiêu đề đơn giản nó chỉ là câu view thôi, tại vì nếu mà xét ra thì còn rất là nhiều những cái bộ mà nó nhưng mà kệ thôi. Kiểu chẳng là có một ngày đẹp trời thì tôi lên trên Facebook xàm lìn như mọi người vẫn hay làm, thì tôi thấy có bài post này và tôi kiểu có chế mặn đấy, share cho anh em mới được. Và rồi khi tôi lướt đến phần bình luận thì nó có cái này. What the... lại NTR rồi. Và các bạn biết cái gì thú vị ở đây không? Con bò này trông đéo khác gì mấy ông đơn chiêu men trong mấy bộ hentai. Ôi vậy nhìn thôi là thấy ám ảnh rồi. Nhưng tại vì là một content creator và vì đang ở trong nạn đói content, tôi quyết định là lao vào để đọc và hiểu xem là cái con mẹ gì đang xảy ra trong cái câu chuyện này. Và đừng có đọc bộ phim này thật đấy, đừng có đọc bộ chuyện này trừ khi gu của ông mặn, gu ông phải mặn vãi lìn thì ông mới dám đọc bộ này. Nhưng tôi thề các bạn, tôi không bao giờ tôi có thể nhai lại mấy cái bộ như này. Đè lại lên. Đây là thằng main, đây là thằng lead main, kiểu y hệt như thằng loser 300 chap nào đó. Nhưng mà ít ra nó cũng biết chủ động ABCDEGZ, được chọn làm ma vương các thứ ABCDEGZ. Và cách để thao túng người dân là thông qua cách ABCDEGZ. Đây là con phò của main. Ban đầu thì một cô bé nông thôn nhẹ nhàng tốt bụng, nhưng mà ở thành phố lâu nên là con mắm này. Mắm này là cận vệ của Quỷ Vương hay là cái mẹ gì đấy tôi không quan tâm lắm. Thì có chuyện như này thôi, là thằng main này gặp đủ trò tệ vãi lìn trong cuộc đời của nó. Nó về tới nhà thì nghe sang phòng bên đang nên là cày chỉ lò dại, vì anh ta vẫn còn zin. Trong khi đó phòng bên thì cứ bắt đầu cứ oánh đấm vỡ hàng xóm mà khiến cho thằng bên sang oánh bỏ mẹ. Và vô tình thay, thằng ấy chính là cái thằng mà quỳ tiền main ban đầu. Sau đó là con mắm kia xuất hiện chém bay đầu thằng bạn giai và yêu cầu main phải ABCD ghi ra con phò kia. Main từ chối lời đề nghị để rồi bị con phò cắm, bị con mắm kia cắm con cắm cái ống đồng vào đít. Và rồi ba đứa nó sau một quá trình làm loạn các thứ ở ngân hàng các kiểu thì cái con mắm này yêu cầu là quay về nhà của main để các bạn cũng hiểu tình hình rồi đấy. Và tất nhiên là đéo ai đồng ý nó cả, tại vì nó bệnh hoạn vãi cả lìn. Rồi anh quyết định cứu gia đình mình bằng cách để chìm một con cái điếu gì đây, what the fuck. Tuy nhiên thì sự xuất hiện của thiên sứ và vị anh hùng đã xuất hiện và ngăn trở công việc kinh doanh của anh ta. Sau đó thì con mắm chia tay main tại vì tưởng là main bị chặt mất Q và hết sức mạnh rồi, nhưng hóa ra là main vẫn sống tốt với bé phò trong suốt vài tháng liền. Không như vậy thì còn đón cái con bé bò nếu mà main vừa ông ấy ông chơi bao nhiêu đá, thật sự ông chơi bao nhiêu đá thì ông ra được cái này vậy, what the fuck. Tưởng thì câu chuyện này sẽ là một câu chuyện kiểu gia đình bình thường, kiểu có một vợ một chồng một đứa con, mặc dù đứa con không ông bình thường lắm nhưng mà có cái lìn. Và kể từ khi con bò đấy về với gia đình main thì mối quan hệ chăn gối giữa main và phò không còn được như trước, vì phò sợ liên lụy tới đứa con. Nhưng mà thực ra là như thế nào thì các anh em cũng biết rồi nhỉ. Đó, và trong một ngày đẹp trời khi mà main về nhà thì main phát hiện được I see you, I see you Kua Dao Voi Kua Bo Dao Kai Now Non Va Ta Tron Hun Kua Hoang Tu Non Hana. Ôi con mẹ ơi, cái đéo gì xảy ra đây, tôi không biết là tôi phải làm nào cuộc đời của tôi nữa, what the fuck. Trả lại 1,5 tiếng của tao đây, what the fuck. Hiện tại của cốt truyện của cái bộ manga này mới chỉ đến vậy, nhưng mà từng đấy sự chết não thì quá đủ tôi trong vài ngày bị suy thái các thứ rồi. Tôi có tò mò một chút, tại vì là tự dưng bị như thế thì liệu main sẽ suy nghĩ như nào. Thì sau khi mà tôi xem cái bản raw lúc chưa Việt sắp các thứ thì có bắt đầu là thằng main nó đòi truy xăm, nó đòi truy chúa cứu con. Idea như thế này thật là một suy nghĩ xuất sắc, xuất chúng, chắc chắn phải được giải Oscar. Xong lại còn bắt đầu có vụ kiểu mẹ hóa chaos các thứ, xong bị đấm gãy các thứ, xong bắt đầu vậy thằng bò nó biến thành hình dạng gầy gò giống thằng bố nó, rút ra một cái kiếm mình con ơi, cái đéo gì đây. Tôi nghĩ là sau khi mà tôi đọc xong cái cốt truyện này và xung quanh những gì tôi kể lại và tôi làm video khiến cho tôi phải bị nhớ đi nhớ lại cái nội dung ám ảnh này thì chắc là tôi sẽ sập nguồn và tích dưỡng một khoảng thời gian, nên có thể tuần này sẽ không có video nhé. Ok, tạm biệt.